Chào cả nhà, bữa nay em đi tỉa cây cho ông chủ cả nhà. Chi nó đi hôm qua ở nhà mình nó buồn quá đó nhà ơi. Không ai nấu cơm cho mình ăn nữa. Giờ đi làm rồi. Thấy tôi chi hôm qua ăn cua mình thèm quá trời thèm luôn. Chi này không biết nó đi nó đi rồi nó có ăn ăn cua, không biết nó có mua cua về cho mình không nữa. Thấy thèm quá. Hôm qua thấy cô chi cua mày không may á, thấy ngon quá trời luôn mà ở đây có cua đồng không mà có suối không à, không có cua biển nha nhà ơi. Bữa nay mình cho ông chủ mà để dành tiền mình mua mấy cua mình ăn rồi mình còn dư nhiêu thì mình đem gửi về cho con nó ăn. Đi cho thủ về nấu cơm cho anh ăn, với anh lo đi làm không ai nấu cho anh ăn mì gói không, anh ăn mì gói với ăn khô rồi không em ơi. Em đi rồi anh cũng ở nhà có mình nên anh buồn, anh hiện không ai nấu cho anh ăn, anh đi làm không à, không có thời gian. Với cái anh nấu ăn không có gành nữa, nấu mì không à, chưa về cái ăn mì. Không có em á, anh ở nhà anh ăn, anh bắt nước lên cái anh nấu cũng có mì với cái trứng không rồi, cái có còn cơm á, ăn cơm nguội rồi với chim hai ba con khô rồi xong rồi.
Chào cả nhà nha. Hôm nay em đi làm chắc chưa ra em ăn cơm mình chú chi đi rồi không ai nấu em dở ra đi mà này em ăn rồi em ăn em đi làm chứ em về nhà em nấu ăn nữa thì trễ giờ ông chủ ông la rồi này nọ thôi giờ em ăn vậy nè, mời cả nhà ăn cơm với em nha. Bây giờ em không có nấu canh đem theo được mà em chan nước lạnh vô. Bữa hổm ông chủ cho được mấy con khô đó rồi giờ em kêu một con em ăn rồi còn như em để dành lại để dành ăn mười mốt mình có đi mình kêu mình ăn nữa. Tỉnh mặn mệt rồi ra ăn cơm chan nước lạnh nè với con khô mà ăn cái món này nó đơn giản mà nó ngon dữ lắm nhà ơi. Rồi mai mốt ấy thì có ai cũng đi mặn á thì dở cơm theo ăn thử ăn ngon dữ lắm. Chị ơi, em đi rồi em thấy anh ở nhà ăn cực khổ chứ không mà cái món này thấy nghĩ nó ngon dữ lắm em đi thấy ăn khô cơm nước lạnh luôn à. Hai đứa con ở nhà an tâm đi ba mằng ba đã dành tiền ba ăn nhín nhút ba đã dành tiền cho con đi học ba gửi về cho con đi học ba ăn khô ăn cơm cha mua đồ ăn rẻ rẻ ba người ta cho ba mà ba ăn lẫn ba đi làm ba để dành tiền nhiều nhiều quá ba gửi về cho con đi học tới tháng ba gửi về cho con đi học nha. Anh nói chuyện có một con à, còn mấy con nữa anh đã dành cho về cho em ăn nha. Chào cả nhà. Bye.